thiếu nữ được ơn chữa lành tại Mỹ Du. Cô Silvia Buzi, người Ý, bị bệnh lúc 16 tuổi và phải ngồi xe lăn vì đôi chân của cô không bước đi được. Nhưng 9 tháng sau, cô bỗng dưng hết bệnh vì cô tham dự một buổi Đức Mẹ Mara hiện ra với thị nhân Mỹ Du là anh Ivan Pragisevich. Lúc này, cô Silvia được 23 tuổi và cô tuyên bố món quà đức tin là hồng ân lớn lao nhất mà tôi nhận được. Từ tháng 10 năm 2004, thì cô Sivia, một học sinh ở Padua, nước Ý, bắt đầu đau bệnh. Nhưng đến tháng 6 năm 2005, thì cô đi hành hương và tại đỉnh đồi hiện ra Mỹ Du. Lúc cô đang tham dự một buổi đức mẹ hiện ra với anh Ivan, thì cô bỗng dưng đứng lên và bước đi. Đầu tháng 10 năm 2004, tôi là một cô gái bình thường đến trường, có bạn bè, đi nhảy đầm và bơi lội. Bỗng dưng, chỉ trong vài ngày, tôi bị đau và bỗng thấy mình phải ngồi xe lăn. Gia đình tôi và tôi đã trải qua những giây phút đau đớn nhất. Những tháng sau đó, tôi sụt cân và bị bệnh kinh phong, đến nỗi tôi đau khổ và xuống tinh thần rất nhiều. Mẹ tôi cảm thấy cần đến Chúa để xin Chúa chữa lành cho tôi. Mẹ tôi là sức mạnh của tôi. Trong 9 tháng tôi ngồi xe lăn, mẹ tôi gia nhập một nhóm cầu nguyện làm giờ đền tả Đức Mẹ Maria. Nhóm quy tụ mọi người vào mỗi ngày thứ sáu để đọc chuỗi kinh Măng Côi, tham dự thánh lễ và chầu thánh thể. Cha mẹ tôi đều tham dự nhóm và cả tôi nữa vì tôi không thể ở nhà một mình được. Vào tháng 5, là tháng hoa của Đức Mẹ Maria nên mẹ tôi quyết định phải tham dự nhóm để cầu nguyện và dự thánh lễ hàng ngày chứ không là hàng tuần. Lúc đầu tôi cảm thấy khó khăn nhưng rồi tôi cần tham dự nhóm để cảm thấy bình an. Chúng tôi quyết định đi hành hương Mỹ Du cũng đột ngột như căn bệnh của tôi và sự chữa lành Chúa ban cho tôi. Vào ngày 20 tháng 6, người y tá bảo tôi rằng bà ấy Cùng với mẹ tôi đi hành hương Mễ Du Tôi hỏi xem liệu tôi có được đi chung với họ không Thế là ba ngày sau Chúng tôi cùng ngồi xe bớt đi Mễ Du Có cả ba tôi đi theo Chúng tôi đến nơi vào ngày 24 tháng 6 Đó là ngày lễ kính Thánh Doan Tiền Hô Và cũng là ngày kỷ niệm Đức Mẹ Maria hiện ra ở Mễ Du Khi tôi biết rằng Thị nhân Ivan có một buổi hiện ra với Đức Mẹ Maria và anh ta cho mọi người tham dự chung vào buổi tối thì tôi quyết định đi đến đó dù biết là xe lăn không thể đưa tôi lên đồi hiện ra được. Tuy nhiên, người ta đã khiêng tôi lên đỉnh lúc 8 giờ tối, tức là trước khi Đức Mẹ Maria hiện ra khoảng 2 tiếng đồng hồ. Tại đỉnh đồi ấy, tôi bước đi vào đêm ngày 24 tháng 6 năm 2005. Sau 2 tiếng đồng hồ cầu nguyện, tôi được người trưởng nhóm bảo tôi Hãy xin ơn Đức Mẹ Maria vì mẹ sẽ từ thiên đàng xuống trần gian để lắng nghe lời cầu nguyện của mọi người hiện diện. Lúc ấy, tôi xin Đức Mẹ Maria hãy cho tôi thêm sức mạnh để bình an chấp nhận thử thách của một cuộc sống trên xe lăn, vì tôi chỉ mới có 16, 17 tuổi mà thôi và tương lai thì quá dài, thật là đáng sợ. Trong khi Đức Mẹ Maria hiện ra với anh Ivan thì tôi thấy một luồng ánh sáng từ bên trái, màu trắng sáng láng và một tiếng động lớn. Khi nhìn thấy vậy, tôi sợ quá nên cúi đầu xuống, không dám nhìn lên. Tuy vậy, trong suốt buổi hiện ra, tôi vẫn thấy luồng ánh sáng qua kẽ mắt của mình. Sau buổi hiện ra, những người khiêng Silvia không còn thấy cô ấy nữa vì cô đã ngã xuống trên đốc đá của ngọn đồi. Tuy nhiên, Silvia không cảm thấy đau mà cô ta lại được chữa lành. Tôi nhớ lại giống như mình nằm trên một cái tấm nệm mềm chứ không phải trên những tảng đá nhọn và sắc. Tôi cũng nhớ rằng có một giọng êm ái nói với tôi và làm cho tôi cảm thấy bình an. Vài phút trôi đi, tôi mở mắt và thấy ba tôi đang khóc, nhưng đó là lần đầu sau 9 tháng, tôi thấy đôi chân mình nhúc nhích được. Tôi nói với ba tôi rằng Ba ơi, con được chữa lành, con có thể đi lại được rồi. Rồi tôi thấy có một bàn tay đưa ra và tôi nắm lấy. Tôi bật khóc vì không thể tưởng tượng được sự chữa lành cao cả ấy. Tôi bắt đầu bước đi, đôi chân tôi teo lại nhưng tôi không té vì tôi biết rằng hình như có một sợi dây vô hình giữ tôi lại ở đằng sau. Sáng hôm sau, khoảng chừng 5 giờ sáng, tôi leo lên núi Frizevac để cầu nguyện và đi đàn thánh giá chung với nhóm của tôi. Khi tôi từ Mỹ Du trở về thì tôi vẫn còn bị kinh phong. Tôi phải cần đi hành hương Mỹ Du lần nữa để được chữa lành hoàn toàn. Tôi tiếp tục bị kinh phong. Mới đầu tôi mắc cỡ nên không chịu làm chứng về ơn chữa lành Chúa ban cho tôi. Và tôi bị kinh phong nhiều lần trong một ngày. Rồi có một linh mục đến để gặp gỡ nhóm cầu nguyện và Ngài bảo tôi rằng con cần phải cảm tạ và vinh danh Thiên Chúa về những hồng ân mà Chúa đã ban cho con. Khi ở Mỹ Du thì vị linh mục dòng Francisco tên là cha Zupo Kutovic thường hay liên lạc với dân làng và khách hành hương. Vì thế cô Silvia Buzi xem cha Zupo là một mán thông ơn cho việc chữa lành hoàn toàn của cô cô lần chuỗi kinh măng côi và làm chứng như sau trước khi từ giả, thì cha jubo cầu nguyện và chúc lành cho tôi mấy ngày sau tất cả bệnh kinh phong biến mất sau một năm tôi không cần phải uống thuốc nữa cảm tạ chúa tôi đã được chữa lành toàn bộ dù cho cô siva buji được chúa chữa lành thể xác hoàn toàn nhưng cô cho rằng ơn lành lớn nhất là sự chữa lành phần hồn món quà lớn nhất mà thiên chúa ban cho tôi và cho gia đình tôi là tái khám phá ra hồng ân của thiên chúa đức tin và hoán cải con đường rất dài và chúng tôi mới bắt đầu và sẽ tiếp tục đi trong suốt cuộc đời những sự khó khăn còn đó nhưng với quyền năng của đức tin và lời cầu nguyện chúng tôi có thể lướt qua và đối diện với những khó khăn ấy với ơn hoán cải này hình như Chúa đã thắp sáng một ngọn lửa trong tôi. Nhưng lửa cần được bắt đầu với củi, nên đức tin cần được nuôi dưỡng bởi lời cầu nguyện. Bằng cách tham dự thánh lễ, chầu Chúa Giêsu thánh thể, lần chuỗi mân côi, đọc thánh kinh, ăn chay và xưng tội thường xuyên ít nhất mỗi tháng một lần. Với những việc sùng kính ấy, ngọn lửa sẽ không tắt và dù cho có gió cũng không sao. Đối với tôi, được chữa lành hồn xác thật sự là điều quan trọng và đẹp đẽ nhất trong cuộc sống tôi cầu nguyện với trọn trái tim và mỗi ngày tôi cảm nghiệm thêm rằng tình yêu của thiên chúa và đức mẹ maria dành cho tất cả chúng ta thật là bao la và không giới hạn bài viết do kim hà chuyển dịch